Trong không khí mùa xuân đang rộn ràng, thì hội hoa xuân Tao Đàn là một trong những địa điểm vui chơi được người dân mong chờ. Hội hoa xuân được khai mạc thời điểm này được xem là thuận lợi cho người dân đến tham quan, chụp ảnh trước khi về quê ăn Tết. Hội hoa xuân thành phố mừng Tết Mậu Tuất năm 2018 sẽ có thêm nét xuân tươi tô điểm cho mùa xuân thành phố. Hôm nay là đi chụp hình thì ngày mai là về cho mấy cháu nó về quê nó ăn Tết với ông bà. Hôm nay là tranh thủ dẫn cháu nó đi thăm. Năm nay hội hoa xuân được thiết kế tạo cảnh quan mang đậm chất nghệ thuật dân gian, giàu tính dân tộc với suốt chiều dài lịch sử và thời đại. Theo đó, có hơn 4.000 hiện vật thuộc các bộ môn được trưng bày gồm kiển cố, bonsai, non bộ, gốc, rễ, cây khô tạo dáng. Trong đó, nhiều tiểu cảnh được các nghệ nhân thiết kế vô cùng sinh động và độc đáo. Đây là luôn luôn em thấy năm nào em cũng đến đây, năm nào cũng thấy là khá là mới nên rất là đẹp. Dạ thì trong một năm làm việc vất vả thì bước vô đây là lúc nào cũng thấy sảng khoái hơn mà không bỏ hết công việc ngoài đi để tận hưởng không khí xuân. Ngoài chương trình đặc biệt khai mạc và bế mạc, Hội Hoa Xuân Mậu Tuất 2018 còn có nhiều hoạt động văn hóa và nghệ diễn ra xuyên suốt nhằm phục vụ tối đa nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân thành phố và du khách.